Cuối giờ chiều nay, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Lương Nguyễn Minh Triết và Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Lê Trung Chinh đồng chủ trì cuộc họp trực tuyến Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 thành phố Đà Nẵng để tiếp tục triển khai quyết liệt các biện pháp kiểm soát dịch bệnh trên địa bàn. 24 giờ qua, toàn thành phố ghi nhận thêm 32 ca mắc mới liên quan đến 4 chuỗi ca bệnh. Đây đều là các trường hợp được phát hiện tại các khu cách ly, khu phong tỏa. Công tác truy vết, xét nghiệm tiếp tục được tích cực triển khai với hơn 40.000 mẫu xét nghiệm. Các quận huyện tăng cường các biện pháp quản lý, giám sát cách ly, sẵn sàng đưa vào hoạt động nhiều cơ sở cách ly mới và tiếp tục hoàn thành việc lấy mẫu. Xét nghiệm đại diện hộ gia đình, các chốt kiểm soát y tế được duy trì và thắt chặt việc rà soát người và phương tiện ra vào thành phố. Phát biểu tại cuộc họp, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Lương Nguyễn Minh Triết đề nghị các ngành cần phối hợp chuẩn bị kỹ càng cho công tác đón người Đà Nẵng từ vùng có dịch trở về địa phương. Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố nhấn mạnh, trong lúc dịch bệnh diễn biến phức tạp như hiện nay, các địa phương cần thắt chặt hơn nữa việc thực hiện giãn cách theo chỉ thị 16 tại các khu vực phong tỏa, tránh tình trạng chặt ngoài, lỏng trong. Đồng thời cần xử phạt nghiêm các trường hợp vi phạm phòng chống dịch, khai báo gian dối, không trung thực trong điều tra dịch tễ. Người khai báo không trung thực, cái này pháp luật quy định, văn bản quy định rồi. Mình thấy cũng bữa trước ngày mà đóng cũng chưa xử ai mà khai báo không trung thực. Mình cũng nói rút trách nhiệm lên, mình chưa xử nghiêm ai hết, mình chưa truyền thông về câu chuyện này. Cho nên họ thấy họ có xử, họ có khai không đúng cũng chả thấy ai xử, bị xử phạt, chả có ai bị xử lý cái gì. Nên tôi đề nghị là với những trường hợp như thế này thì đề xuất là xử lý nghiêm một vài trường hợp và truyền thông mạnh lên, thì chắc chắn người sao người ta sẽ cảm thấy là cái việc không khai báo trung thực là một cái tội và bắt buộc người ta phải thực hiện nghiêm cái việc này. Kết luận cuộc họp, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Lê Trung Chinh đánh giá cao nỗ lực của các ngành, các địa phương trong những ngày qua, đồng thời đề nghị cần đẩy mạnh hơn nữa công tác truy vết, mạnh tay xử lý các trường hợp không hợp tác khai báo và kiên quyết thắt chặt hơn nữa việc thực hiện chỉ thị 16 tại một số khu vực trên địa bàn. Trong đó, việc thực hiện thông điệp 5K là yêu cầu tối quan trọng trong thời điểm hiện nay. Tôi nói bây giờ đến thời điểm này, cái khẩu trang và cái sát khuẩn là một cái giải pháp là tốt nhất. Không có thuốc mang mua vaccine mua bằng hơi các ông này, cái 5K này hết trơn ấy. Cho nên cái này là phải ưu tiên, phải làm cho mạnh mẽ thì mới được. Đề nghị là các quận huyện và các sở ngành ta lưu tâm cái vấn đề này. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Lê Trung Chinh yêu cầu các ngành về địa phương tiếp tục phối hợp chặt chẽ rà soát, lập danh sách và sớm triển khai việc đưa người Đà Nẵng từ vùng dịch trở về địa phương, đồng thời sớm hỗ trợ cho các đối tượng gặp khó khăn, ảnh hưởng bởi dịch bệnh trên địa bàn, không để ai bị bỏ lại phía sau.